3 điểm đón Noel siêu hot tại Hà Nội. Chỉ một ngày nữa là đến Noel rồi. Nếu các bạn chưa tìm được cho mình một địa điểm đón Giáng sinh tại Hà Nội, thì đây là video dành cho bạn. Nhà thờ lớn Hà Nội là một ứng cử viên vô cùng sáng giá, một địa điểm mang tính biểu tượng được nhiều người lựa chọn vào mỗi dịp Noel để chào đón ngày trọng đại của người Công giáo. Nhà thờ lớn đã được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Tuy nhiên, vì là một địa điểm tham quan nổi tiếng tại Hà Nội, nên trong những dịp này nhà thờ lớn rất đông người vào đúng dịp lễ. Nên hãy lưu ý về phương tiện di chuyển và bảo quản tài sản của mình thật tốt nha. Một địa điểm check-in chuẩn Giáng sinh không hề kém cạnh nhà thờ lớn, đó là phố Hàng Mã. Con phố này đã tràn ngập không khí lễ hội bởi hàng loạt món đồ từ các cửa hàng trước dịp Noel đã gần một tháng. Đương nhiên, nếu bạn muốn tìm đồ trang trí cho ngôi nhà, Hàng Mã sẽ có dường như tất cả những gì bạn cần. Vậy còn chân chưa gì mà không sống sánh áo quần lên ngay Hàng Mã chụp ảnh và sắm sửa thôi nào. Không chỉ vào những dịp Giáng sinh, phố đi bộ Hồ Gươm là địa điểm thường xuyên thu hút du khách vào những dịp lễ lớn trong năm. Noel năm nay cũng không phải ngoại lệ, phố đi bộ cũng được trang trí nhiều màu sắc, nhiều phối cảnh mang đặc trưng của ngày lễ. Ngoài ra, phố đi bộ còn có nhiều hoạt động trong ngày lễ như các trò chơi dân gian, các hoạt động ca nhạc thú vị. Hy vọng là với những địa điểm đón Giáng sinh ở Hà Nội mà BTN vừa gợi ý, các bạn sẽ đón một mùa Giáng sinh 2023 an lành, nhiều kỷ niệm bên bạn bè và người thân.